Là Xu làm gì đó con? Đi mưa mới đi làm về nè. Sáng giờ nhà làm gì nói đi nghe coi. Hai chị em hả? Xu sao? Xu sáng giờ nhà quậy chị hai không? Xu quậy lắm á cô chú nha. Xu quậy chị hai không? Lấy kèn coi, lấy kèn thổi coi. Xu. Là xin hello cô chú đây. Đi good đi cho good girl ok. Thương lắm á cô chú. Tối nay ngoan nghe chưa? Nhớ là Hello, xin chào các bạn. Tối nay mình vô bếp ăn món món Mỹ các bạn ơi. Bữa nay không làm món Việt Nam mà làm món Mỹ rồi. Món Mỹ đơn giản thôi. muốn Mỹ muốn gì đấy em? Làm cá xay mình. Cá xay mình chiên thôi. Thay vì nướng nhưng mà mình không có bỏ ra lò đó. Và em chiên chiên nhưng mà mình chiên một chút xíu dầu thôi trong cái xay mình này nè các bạn, thì mình bỏ cái sốt này, mình mua cái garlic sốt này đó về, nó có sẵn cái lá xanh xanh nè, rồi mình chỉ rắc nó vô và thêm miếng muối, thêm miếng tiêu thôi, vậy là xong. Còn ở đây thì mình sẽ để mấy nhánh mày vô, nhánh măng tây. Còn ở đây á, là cơm của mình, là cơm garlic Wow, dĩa cơm nhìn hấp dẫn quá em. Nhưng mà cái này em chưa chưa có chia sẻ được tại vì em mới thử. Vậy hả? Thành ra coi ngon không, cá thì em chia sẻ được nhưng mà cái cơm thì chưa, Rồi. để hồi anh ăn thử anh cho ý kiến thử. Rồi mấy cái cục cái này là bơ, cái này là bơ phải không em? dạ, bơ mà bỏ với basil á, là lá quế á. Cái này là lá quế á. Không có nước mắm, nước tương. Cái món này là mình không nước mắm, nước tương, chỉ là bơ với dầu thôi. Cá Món này là cũng là những trong món nhanh gọn lẹ đúng không em? nhanh gọn lẹ, đi làm về là vô bếp liền mà ăn cũng dễ ăn nữa. Rồi, bây giờ mình chờ chín là vô bàn phải không em? 5-10 phút là xong. Ok. Wow, mùi thơm nghe thơm quá em. Dạ, mùi quế, mùi là nó thơm lắm. À. Rồi, bây giờ là mình xong rồi đó. Hello các bạn ơi, cuối cùng bà xã đã hoàn thành xong một đĩa cơm xay mình. Còn cái cơm này mình gọi là cơm gì em? Garlic butter. Cái này gọi là garlic butter các bạn. Nhìn hấp dẫn quá. Thôi, mời đại gia đình của mình cùng vào bàn với vợ chồng mình nha. Ôi giờ bà mẹ Cơm. ơi. Hello, xin chào đại gia đình của kênh YouTube Bình Huỳnh. Hôm nay bà xã làm cái món ăn ngon lạ các bạn. Công thức này thì sao em? Dễ dàng, dễ dàng. Cơm thì mình nấu với garlic butter là nấu cơm tỏi với bơ. Thì cơm thì mình vo gạo sạch sẽ. Mình mới đập tỏi, đập tỏi thì mình bỏ chừng 2 muỗng bơ vô, thì cho cái tỏi nó hơi màu vàng vàng một chút, thì mình sẽ đổ cái tỏi đó vô trong cái gạo mình nấu. Còn xay mình thì mình mua về thì mình sẽ cái hũ seasoning hồi nãy mình đưa cho các bạn thấy đó, thì mình rắc lên với chút tiêu, vậy thôi, đơn giản thôi. Đơn Rồi giản cả nhà. rồi cái bơ thì mình có cái sốt mà giống như là nó để là basil á, basil là lá quế á đó.
mình tự làm cũng được, mà nếu ở ngoài chợ nó cũng có bán sẵn thì mình mua thì nó tiện nếu ăn thường, còn mình ít ăn thì thôi mình làm ở nhà cho nó tiện, Đơn giản mà đơn ngon các giản bạn. mà nó thơm lắm, nó thơm mà nó ngon nữa, Các bạn lẹ. thấy một đĩa thế này đó thì nó đầy đủ chất hết rồi. Cả nhà thấy đĩa cơm nhìn hấp dẫn không? Cái này Thôi. mà mình ra tiệm mình một phần là phải mười mấy đồng Mười á, mấy 20 đồng tùy nha, theo một cái căn tiệm miếng, các bạn. nha, tùy theo nữa đó. Rồi bây giờ mình mời cả nhà cùng dùng với vợ chồng mình nha. Yeah, Mình thử xin cái mời. xay mình trước nè. Yeah, xin mình. Wow, cái lát xay mình nó thấm, nhìn nó ngon lắm các bạn. Đó. Để ông xã nói trước. Wow. Cũng thơm hả? Ngon Yeah. lắm cả nhà. Xin mời cả nhà. Nhờ những cái gia vị á nó thấm vô trong con cá này. Yeah. Mà hầu như là nó thấm hết vô trong cái thịt ở Thịt trong luôn đó luôn em. nữa hả? Rất là ngon. Cái bơ mà mình làm với bên sò và với lá quế á, nó ấy hơn nữa, nó thấm vô nhiều hơn nữa. Để em thử cái cơm coi, nhìn thấy cơm nó lạ lạ nè, cơm cái hộp cơm nó nở ra nó khác, thấy em thấy không? Và khi anh nấu mà có cái bơ hay là dầu thì cái hộp cơm nó sẽ tơi ra. Wow, Nó có cơm lạ quá. làm lạ Cơm lạ cho nó không ngán mình cả ăn nó có cái hương vị thơm thơm giống như là cái cơm gạo lứt vậy đó. Nó có cái mùi cái na ná như vậy. Mà trong này em nêm nếm em như thế nào mà nó ra cái được cái mùi vị hay vậy em? thì tỏi với bơ với miếng muối. Ngon quá. Cái trò mà vợ làm chồng Cái này cũng đơn khen giản lắm cả nhà. đơn giản, rất là đơn Các giản. em cháu như các bạn mà thấy như là cuối ngày đi làm về hay là cuối tuần đó, nhiều lúc mình rảnh rỗi đó thì mình cũng theo những công thức đơn giản này thôi, chứ nó không có gì cầu kỳ lắm các bạn. Nhưng mà rất là hiệu quả nha. Rất là hiệu quả, ngon lắm. Ăn ngon. Nên thử đi cả nhà. Hôm nay ăn đồ Việt Nam nhiều rồi thì đổi qua đồ ăn Mỹ. Nên nhớ là cả nhà mình làm cái món này đó, mình không nên thiếu Măng tây. cái măng tây này nha các bạn. Bởi vì cái măng tây này đó, mình xào chung cái nêm nếm thế này đó, khi mình ăn cá xe mình này và cái cơm này, rồi mình tiếp tục mình ăn cái này đó, nó nâng lên cái vị các bạn. Nó làm cho tăng cái mùi vị nó lên, mình ăn thấy hấp dẫn lắm, rất là ngon miệng. Cảm ơn em. You welcome. Không có chi. Không có chi. Ngon quá. Sao mình ăn sống được mà, thành ra mình chiên một không có chiên, mình chỉ bỏ nó rồi mình bỏ cái bơ mà mình làm với basil á, thì mình chỉ bỏ lên đó rồi nó tự meo ra rồi nó ấy vậy thôi. Rồi mỗi một bên mặt á, là 3 phút để ăn vừa vừa ăn rồi miếng cá của mình nó không có bị khô. Này mà ai mà có kén ăn đi nữa mà không có thích ăn cá rồi nhiều á, ăn cái này cũng không có ngán, cũng cũng được, không có chê phải không anh?
không chê được các bạn, không có chê. Nhiều lúc á cả nhà mình nghĩ là chắc khen bà xã để trước video hay là trước đại gia đình của mình, nhưng mà thú thật không phải vậy đâu, ngon lắm. Cả nhà mình nếu mà rảnh á, cứ theo cái công thức mình làm thử rồi đãi cho bạn bè mình ăn, đơn giản nhanh gọn lẹ mà rất là hiệu quả các bạn ơi. Lâu lâu mình đổi món mình ăn vậy đó, mình cảm thấy nó hay hay, nó lạ miệng. Cái số lúc mình làm cá hồi này nè, rồi mình làm cơm, rồi xong cái giống như mình ấp chảo hai mặt á, cho cơm nó giòn giòn lại, cũng vô một cái đóng một cái khuôn vuông vuông như miếng cá vậy đó. Nhưng mà cái đó mình lại làm bằng với sốt chanh dây, thì ông xã mình không có thích lắm, anh nhớ không? Ông xã mình không thích lắm. Thì mình làm có một lần với hai thôi, mình không làm nữa. Rồi bây giờ mình làm cái món này thì ông xã mình thích. Ông xã mình các bạn, thường á, thường những cái món á mà mình không thích á là mình nói với bà xã một lần á là bị đóng sổ suốt đời. Cái menu đó coi như là lót, đóng sổ. Never open. Không bao giờ, menu đó không bao giờ có trong cái memory của bà xã đấy các bạn. Bà xã coi như là bà rất là, không phải đây mình ngồi trước đại gia đình của mình như là các bạn trong kênh rồi mình đưa thổi phòng lên, nhưng mà thật sự không có như vậy các bạn. Đây là cũng là trong những cái kho tàng ẩm thực đơn giản đó các bạn, những cái món đơn giản nhanh gọn lẹ. Để có gì các bạn biết không, từ xưa đến giờ bà xã nấu nướng cũng rất là nhiều, mấy chục năm nay rồi. Mê nấu các bạn. Thường hay đãi cho bạn bè, đãi cho anh em hay là hoặc giả cho mình mỗi ngày luôn. Rồi hôm nay có cái điều kiện phơi bày như vậy đó các bạn, thì nên khoái lắm. Bà xã có cái gì đó thì phơi bày hết ra cho các em cháu cũng như cô chú cũng như là tất cả các bạn. Nhiều lúc các em chưa tập tành nấu nướng được, hay là các em độc thân mình cũng bị lung tung, mình không biết là mình phải nấu cho mình ăn cái gì, hay là các em còn trẻ mới thành lập gia đình rồi cũng chưa biết về nấu trong xã mình ăn cái món gì cho nó hợp cái khẩu vị đây, cho nên bị lung tung vấn đề đó. Cho nên sẵn rảnh ở đây cơ hội như vậy thì bà xã mình thành lập một cái kênh YouTube để vừa dạy chồng enjoy rồi chia sẻ cho đại gia đình của mình. Mọi chỗ mọi nơi ai cũng đều làm được hết. Nếu mà ngon ấy, cảm thấy mình thấy mình tiếp tục mình nấu nữa mình ăn. Còn không ngon thì một không lần ngon thì một lần. Nó cũng mà bảo đảm sẽ có lần thứ hai, thứ ba, ngon rất lắm. Là ngon. Nói chung là ông xã mình không có thích ăn cá hồi đâu, sai mình đâu, nhưng mà mình làm vậy là ông xã mình ăn mà thích đó mà. Các bạn biết á, người Mỹ á họ có một cái điều như thế này mà không bao giờ họ giấu giếm các bạn. Là mình ở đây cũng thời gian cũng lâu rồi, mình cũng hiểu cái đời sống ở đây, cuộc sống ở đây. Các bạn biết nha, cái văn hóa của Âu Châu phương Đông, phương Tây nó khác cái văn hóa của Á Đông của mình. Nói chung mỗi văn hóa nào nó cũng hay, nhưng mà riêng người Mỹ các bạn, họ hay cái này, điểm này nè mà mình rất là tán phục. Ví dụ như nhà bác học, hay là những nhà bác sĩ, hay là những anh võ sư, nói tổng quát là những cái hành nghề mà họ có những cái gì tuyệt chiêu đó các bạn, họ có những cái gì mà giỏi nhất đó, thì trước khi họ retire, trước khi họ nghỉ rồi đó, về hưu rồi đó, gọi là về hưu đó, thì những cái tài của gì của họ, họ đều dạy lại hết, chia sẻ hết, chia sẻ hết các bạn ơi, chia sẻ hết để cho thế hệ sau, cho con cháu mình nắm bắt những cái kỹ năng đó, rồi mình tiếp tục theo như vậy. Có thể con cháu những cái thế hệ sau giỏi hơn những thế hệ trước, nhưng mà những thế hệ trước á, có những cái gì bí quyết, có những cái gì giỏi nhất, thiên tài gì nhất, cởi bỏ ra hết, đến những trường đại học chia sẻ, rồi từ cộng đồng mạng hay là tất cả các thứ vậy các bạn. Đó là cũng là cái niềm vui, cũng như bà xã và hai vợ chồng mình cũng vậy. Dù lúc cũng bận bịu công việc, rất là bận cả nhà, nhưng mà cũng ráng nhắn thời gian rồi bà xã mình cho chia sẻ những món ăn, cũng chỉ lại không, mình không phải là mình là một người giáo hay là mình là một người chef cook nổi tiếng hay là cái gì đó, không phải như vậy các bạn, cũng tay nấu bình thường thôi, nhưng mà có những kinh nghiệm mình chia sẻ thôi. Mình chỉ biết nấu rồi mình chia sẻ thôi, chứ còn nếu mà nói dạy hay là nói gì thì mình không dám.
nhưng mà giống như mình biết nấu những cái món gì đó thì mình thấy nó ngon thì mình giữ lại trong cái mai của mình, xong rồi mình sẽ làm lại cho những ngày người khác, rồi cái mình chia sẻ ra. Nên nhiều người bạn chơi với mình nó, ủa chứ sao chị hay vậy, chị nấu hoài mà chị còn món hoài vậy chị. Người nói không biết sao nữa, nhưng mà hả, nấu là thích, nấu là vô bếp ngồi ngồi suy nghĩ gì đó là bắt đầu kiếm đồ ra là nấu. Nếu ông xã mình dám ăn là mình dám nấu. Tắm ăn Các bạn không? ngon khen liền mà dở Có cái cũng điều nói á, liền á nha các bạn. có cái điều mình chia sẻ ở đây là với cái thật lòng của vợ chồng nhé. Tại vì cái kênh của mình là cái chia sẻ cuộc sống của vợ chồng. Các bạn biết không, mình á thắng phục bà xã nhiều cái mà mình không có dám nói một câu là khó có ai làm được. Nhưng tất nhiên tất cả những người phụ nữ đảm đang á, ai cũng đều có một cái sinh hoạt riêng, cái đời sống riêng của gia đình, cái sinh hoạt các bạn. Riêng gia đình mình đây, ví dụ như bà xã mình đi, nửa đêm nửa khuya mà mình đói bụng các bạn ơi. Mình nói em ơi, mà thật sự hay là mình đi làm về hay là đại khái cái gì đó gọi là công việc khẩn cấp mà mình đói bụng. Nói em ơi chết rồi, đói bụng quá, anh thích ăn cái này cái nọ hay là cái gì đó. Mà không phải mình đòi hỏi mình thích ăn món này. Lúc đầu bà xã mới linh một cái menu trên đầu liền. Nó đói bụng mà, nó là đói bụng quá, bây giờ mình có gì ăn không em? Nhà thì bếp núc thì khô rang hết, không có cái gì món gì hết. Bà xã chỉ cần mở cái tủ lạnh ra thôi, bà liếc tới liếc lui, ok anh xuống ngồi coi tivi hay là nghe nhạc hay là cái gì đó một chút xíu đây rồi sẽ có món ăn. Tích tắc các bạn ơi, một món ăn đơn giản gọn gàng để trước mặt mình liền trong vòng thời gian 15 phút Rất là lạ là anh. các bạn. Bởi vì lý do là sao, mình đi chợ mình mua nhiều đó, mình mua rồi mình mới giữ lại có nhiều nhiều món mình đã nấu qua rồi mà nó lại còn dư, chẳng hạn la ghim hay là dư một miếng seafood hay gì đó là mình gói lại, mình cắt nó lại, xong rồi cái có sẽ có một cái ngày cái mà là mình làm tập trung vô. Đột sức mà anh hỏi vậy thì seafood thì các bạn biết rồi, mình bỏ ra là mở ra là nó sẽ tan đá liền, nó đâu có lâu. Các bạn biết đó, cũng như là chỉ cần một tô mì gói thôi, mà một tô mì gói thường thường thì mình đói bụng cái làm nhiều lúc mình nói thích ăn mì gói quá, chạy vô mình mở một cái mì gói ra rồi mình nấu nồi nước sôi rồi mình chế mình ăn liền nhanh gọn lẹ. Nhưng không phải vậy các bạn, như cũng một tô mì gói và mình xả cái anh ngồi để chơi chút xíu đây là trên khi ra một tô mì gói thì trên giống như một tô phở vậy đó các bạn, có thịt thà, có tôm, có đầy rau, tất cả các thứ đầy đủ chất chất lượng liền. Rồi hôm nay anh cũng phơi bày trên đó là những cái tuyệt chiêu của em, cái đó cũng là cái hay em. Thank you. Welcome. Là keo gì đó ta? Gơ đó là thiên nhiên đó. Không những ngon, Ngon quá. không phải mình tự khen mình chứ mà cá thì rất là ngon, làm như vậy ngon Cá đó ngon, em. một cái cơm ngon. Da mình nó cộng lại. Đều ngon hết các bạn. Nhưng mà em nói thiệt là nếu anh có kêu ăn nữa thì không có nha, em chỉ nấu đúng một chén rưỡi cơm. Một chén rưỡi cơm thôi, không có Không, một phần như vậy là vừa nấu là nha. rồi Thì đó. anh đầy chén em nửa chén. Mình không muốn nấu nhiều. Là con mình ở dưới sâu đó rồi, sâu chạy tung tăng đó rồi. Xuống đây, đây nè. À Xuống xuống chơi với chị đi. rồi em ơi Thời gian thời gian nữa rồi kìa. Thời gian nhanh quá các bạn ơi.
nói xí xô xí xào cái là đến đêm xuống ha, năm xuống ẩm cháo đó lên em bèo là lên cái. Dạ, thời gian nó lẹ lắm, tích tắc. Mong các bạn vô bếp ha, vô bếp nấu những món ăn như vậy. Nhất là mấy bé mà sanh ở bên này á, là ăn mấy như vậy là thấy lạ lạ là ăn liền. Mấy cháu ăn liền thôi à. Tại vì mấy cháu thích ăn đồ Mỹ, thì cái này là cũng là đồ Mỹ rồi. Mình chỉ có muối với tiêu vậy thôi, chứ mình không có nước mắm, mình không có nước tương, không có gì hết á. Là mấy cháu sẽ ăn, nhưng mà phải cố gắng tập cho mấy cháu ăn đồ Việt Nam nhiều một chút. Mình có người bạn con á, thích ăn đồ Mỹ nhiều hơn là ăn đồ Việt Nam. Còn một người nữa đó, thì hai cháu á, thì lại thích ăn đồ Việt Nam dữ lắm. Bây giờ thời gian cũng hết rồi ha. Thời gian cứ tâm sự thêm vài phút nữa đi. Thành ra nếu mà mình ăn được đồ Việt Nam nhiều cũng tốt. Nhất là hành ngò gì đó là mình bỏ vô là mình cho cháu ăn hết, nó hay hơn. Mà mình mới coi được cái trên cái tờ báo nó nói là mình ăn hành lá nhiều tốt. Nó chữa được cái bệnh gì trong cơ thể của mình á. Nói niêm canh hay gì, đại khái mình không ăn được hành sống nhiều thì mình niêm canh hay gì, mình lợi dụng cái đó mình bỏ hơi nhiều chút. Thấy cũng có lý. Nên mình cứ vô bếp mình làm, mình hồi xưa mình làm đó là cả nhà biết không, cứ hư hoài à, hư nhiều khi mặn cũng phải ăn mà lạc cũng phải ăn, cứ làm miết. Bây giờ mình tự canh mình quen nè, bây giờ mình tự nhiều khi mình nấu mình không có nêm luôn á, như chẳng hạn này là mình không có đong đo lường đếm gì hết trơn á, mình chỉ có chút vô rồi xong à. Ngon quá mà em say mê luôn. Ngon ăn ha. Ngon lắm. Ngon ăn. Biết không? Anh còn nè. Hôm nay ăn bữa ăn bữa nào ăn cũng ngon hết cả nhà ơi. Nhưng bữa nay món này lạ. Say mình thì mình thường thường hay ăn nhiều. Nhưng mà hôm nay xem mình này anh ăn say mê là biết rồi phải không? Đúng rồi. Thôi các bạn ơi, video đến đây cũng xin tạm dừng rồi. Hẹn đại gia đình mình video tới vào ngày mai các bạn. Xin hẹn gặp lại ngày mai. mình tâm sự tiếp trên cái màn ảnh nhỏ. Chúc đại gia đình của mình ngày mới tốt đẹp nha. Dạ, mọi người sức khỏe dồi dào các bạn.